nhặt được của rơi, trả người bị mất, bài học vỡ lòng của hầu hết mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế, để vượt qua cám dỗ vật chất là điều không hề dễ dàng. Để mỗi người đều có thể thực hiện được bài học đạo đức này một cách thoải mái tự nhiên như một thói quen, đòi hỏi có sự lan tỏa, sự phổ biến trong cộng đồng, để mỗi người đều coi đây là một việc hiển nhiên. Một chuyện nhỏ xảy ra tại chợ Đông Ba sau đây là một ví dụ điển hình. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, trong khi đi chợ Đông Ba, chị Lê Thị Yến Nhi ở phường Hương Long, thành phố Huế đã nhặt được một gói tiền trị giá gần 8 triệu đồng. Với một người dân lao động chân tay như chị, số tiền này không hề nhỏ. Thế nhưng không vì thế mà chị chần chừ, ngay lập tức đã tìm đến ban quản lý chợ để bàn giao số tiền nhặt được. Sau những thủ tục xác minh, ban quản lý chợ đã làm biên bản trả lại tiền cho người đánh mất. Điều thứ nhất là em nghĩ cái tiền mà cột kỹ qua sợi dây cao su nữa thì em nghĩ là đó là cũng người buôn bán giống như em. Vì em đi bán hàng em cũng cột lại cái sợi rớt á, thì em nghĩ ai mất thì cũng như mình mất á. Vì em nghĩ em mất 1 triệu thôi em là tiếc quay rồi, hưởng chi họ đi mua hàng mà mất một số tiền lớn như rửa thì chắc họ cũng tiếc quay. Nên em nghĩ là mình làm ra để mà ăn thôi, chứ còn lượm thì ăn hàng cũng hết. Nên em nghĩ là như rửa để em nên trả lại cho họ cả tôi. Câu chuyện tới đây dừng lại sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng việc làm của ban quản lý chợ Đông Ba sau đó mới là điều khiến cho nhiều người cảm thấy thú vị. Không đơn thuần là phối hợp để tìm khổ chủ, ban quản lý chợ còn tìm đến tầng nhà chị Nhi dưới sự chứng kiến của lãnh đạo phường để tuyên dương khen thưởng việc làm của chị. Sự động viên và ghi nhận bằng cả tấm lòng này ắt hẳn sẽ khiến cho người làm việc tốt cảm thấy hạnh phúc hơn, và cùng chính là một cách để kêu gọi mọi người hãy cùng làm việc tốt. Chị thì từ khi hoạt động phong trào Văn minh thân thiện là người Đông Ba, thì trong thời gian vừa qua ban quản lý chợ Đông Ba cũng ghi nhận và cũng nhận được rất nhiều trường hợp bà con tiểu thương cũng như cán bộ viên chức nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất. Đó là một cái tấm gương về người tốt việc tốt, và cái tinh thần này là lan tỏa rất nhiều trong cái cộng đồng, và ban quản lý chợ cũng đã có kịp thời động viên về cho những người mà nhặt được của rơi trả lại cho người mất, để mà tạo cái mối lan tỏa cho những người xung quanh cũng như bà con tiểu thương trên địa bàn chợ Đông Ba. Làm việc tốt dù lớn hay nhỏ đều được khen thưởng. Chìa khóa của ban quản lý chợ Đông Ba chỉ đơn giản như vậy nhưng lại đang tạo ra một sự lan tỏa rất lớn trong cộng đồng tiểu thương và người dân đến chợ. Liên tiếp rất nhiều vụ nhặt được của rơi trả người bị mất gần đây đều được ban quản lý chợ khen thưởng, vinh danh và ghi nhận. Có khi là chiếc điện thoại, khi là ví tiền, thậm chí có khi còn nhặt được vàng, người dân vẫn tìm đến ban quản lý để trả lại. Khi đã hình thành được thói quen, chắc chắn việc trả lại của rơi sẽ trở nên phổ biến hơn, qua đó hình thành một môi trường mà chợ Đông Ba vẫn luôn hướng đến, đó là văn minh, thân thiện.